Nam em xuất hiện trở lại trên livestream sau vụ leo ra ban công, chiêu trò quá mức rồi. Nam em gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện trở lại trên livestream và nói rất nhiều điều để thanh minh cho bản thân. Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục dậy sóng vì nam em xuất hiện trở lại trên livestream sau vụ leo ra ban công gây chấn động. Theo đó, người đẹp 9X không lộ mặt mà chỉ lên sóng bằng giọng nói. Nam em và bạn trai là Bùi Hữu Cường liên tục nói đến MV mới, đồng thời không ngừng thanh minh về bản thân mình. Cách nam em chia sẻ khiến cư dân mạng càng thêm thất vọng về cô. Nam em nói, nếu lúc đó tôi không tham, tôi cứ làm theo kiểu ai thích nghe, thích xem MV của mình thì xem, chắc cũng chả sao. Nhưng mà mình cũng muốn mọi người nghe nhạc, mình mong khán giả biết đến âm nhạc, thành ra mình đã có hợp đồng giao ước bằng cách khấn. Mình không nói về vấn đề tâm linh, nhưng rõ ràng ở đây mình không coi trọng sức khỏe. Mình cứ hy sinh vì giấc mơ làm sao để sản phẩm âm nhạc được mọi người đón nhận. Đến lúc đón nhận rồi mình mới thấy sức khỏe không tốt, không có sức khỏe là không làm được gì. Đứng trên sân khấu hát và thể hiện mình là ca sĩ chuyên nghiệp mà cũng không được, thậm chí cả lời bài hát cũng không thuộc. Hết lần này đến lần kia, khán giả thất vọng về mình chỉ có một. Mình thất vọng về chính mình lên đến 100, 1000. Tôi đâu có thích như vậy, tôi là người cầu toàn và theo đuổi sự hoàn hảo. Nhưng càng làm vậy, mình lại càng thụt lùi. Ai cũng khen mình hát hay nhưng mình không đủ sức khỏe. Sau đó, nam em cứ liên thuyên về chuyện bệnh tật, ốm yếu, đứng trên sân khấu như cực hình. Tiếp đến, người đẹp 9X lại còn tuyên bố cô có than thở mệt mỏi thì cũng chẳng ai thèm nghe. Nam em cứ liên tục đóng vai nạn nhân, đổ lỗi cho khán giả kích động khiến cô có những hành động, lời nói thiếu kiểm soát. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì nam em nói chuyện bất nhất. Trước đây cô từng tuyên bố rời showbiz, không tham gia hoạt động nghệ thuật. Sau khi ồn ào và bị phạt, nam em đột ngột làm album, tung MV mới. Chẳng những vậy, cô còn hứa hẹn sẽ quay lại hát hò, tập trung phát triển sự nghiệp. Việc nam em nói chuyện bất nhất cũng làm khán giả quay xe và mắng cô chiêu trò. Một số ý kiến cho rằng có nhiều cách để đánh bóng tên tuổi, không nhất thiết phải man hành loạt thông tin tiêu cực cho khán giả. Chính nam em đang tự đánh mất danh tiếng và sự nghiệp, chứ chẳng ai hãm hại hay dồn ép cô vào đường cùng cả.